Hà Nội Buffalo trải qua chuỗi khát điểm lịch sử, Sài Gòn Heat lội ngược dòng điên rồ. Tạm bỏ qua cái dớp sân nhà của VBA 2022, đội chủ nhà Hà Nội Buffalo đã đánh mất thế trận vào tay đối thủ Sài Gòn Heat theo cách vô cùng khó tin. Trong bóng rổ, hiệp 4 là nơi hai đội bung sức trên hàng công và nỗ lực hết mình ở khâu phòng ngự để giành chiến thắng. Trong khoảng thời gian kéo dài 10 phút này có thể định đoạt trận đấu. Nhưng có lẽ người hâm mộ cũng khó có thể tin được cách Hà Nội Buffalo để Sài Gòn Heat vượt qua ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 29 tháng 6 tại nhà thi đấu Hoàng Mai. Nhờ sự ủng hộ của khán giả nhà và màn trình diễn ấn tượng của Đinh Thanh Tâm cùng các đồng đội, Hà Nội Buffalo nhỉnh hơn đối thủ trong hiệp 3 và bước vào hiệp 4 cùng lợi thế dẫn trước 10 điểm. Đây là cách biệt không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để thầy trò huấn luyện viên Eric Weisling sở hữu tinh thần tốt hơn và có bước đệm nhằm triển khai thế trận ở hiệp đấu quyết định. Nhưng sau 10 phút của hiệp 4, tỷ số từ 60-50 nghiêng về Hà Nội Buffalo đã trở thành 77-64 với chiến thắng thuộc về đội khách Sài Gòn Heat. Riêng ở hiệp cuối, tỷ số 27-4 nghiêng về Heat, Hà Nội Buffalo chỉ có vỏn vẹn 4 điểm với hai quả ném phạt thành công của Tâm Đinh và pha ghi 2 điểm của Jeff Stubb, pha dứt điểm thành công của ngoại binh Hà Nội cũng là field goal duy nhất mà tập thể Buffalo có được trong 10 phút của hiệp 4. Nó chỉ đến khi trận đấu đã an bài hoàn toàn. Chỉ số ghi điểm của đội nhà trong hiệp cuối là vỏn vẹn 1/15 field goal, đi kèm với 3/6 quả ném phạt thành công và 2 lần turnover, mang về 4 điểm. Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn Heat thể hiện bộ mặt trái ngược hoàn toàn với 10/19 field goal, trong đó có 3/6 quả 3 điểm thành công, ghi tổng cộng 27 điểm. Một thống kê mang tính lịch sử là Hà Nội Buffalo trải qua hơn 10 phút mà không có bất kỳ tình huống dứt điểm thành công nào. Khoảng thời gian được tính từ pha ném rổ của Nguyễn Tiến Dương ở cuối hiệp 3 đến pha ghi 2 điểm của Jeff Stubb ở cuối hiệp 4, cả hai đều đến ở những giây cuối cùng. Với sự đảo chiều khó tin này, ông 30 đã rời khỏi sân Hoàng Mai cùng với chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, đồng thời duy trì chuỗi bất bại của các đội sân khách tại VBA 2022. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Alonzo Stafford bên phía Sài Gòn Heat, có 36 điểm, 21 rebound cùng với 3 steal. Ngay sau anh là 23 điểm của Madarius Gibb và 10 điểm nhờ công của Tim Wales. Bên phía Hà Nội Buffalo, đội trưởng Tâm Đinh dẫn đầu với 25 điểm. Bộ đôi ngoại binh Shane Henry và Jeff Stubb ghi lần lượt 13 và 14 điểm. Tiếc rằng, chừng ấy là chưa đủ, nhất là khi tất cả đều nguội tay trong hiệp đấu cuối cùng. Ở lần ra sân tiếp theo, Sài Gòn Heat sẽ tiếp tục chuyến làm khách dài ngày bằng trận đấu gặp Đà Nẵng Dragon trên sân Quân khu 5 vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 7. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Eric Weisling cần sớm quên đi thất bại trên sân Hoàng Mai để sẵn sàng tiếp đón Cần Thơ Catfish ở trận đấu diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 7.